Đây nè cô chú ơi. Rồi đây, để em đây nữa này. Hôm nay là Chi có một hộp quà. Từ từ đây nè, mở quà đây nè, mở quà nào, mở quà, mở quà. À, mở quà. Chi có một hộp quà của cô của chú John với lại cô Julie à. Gửi cho Chay nè, đây. Ừ, mở nha. Hằng hát happy birthday chú Du đi. Happy birthday to you. Hát đi. Happy birthday đó. Đúng. Này, này gì vậy? Ủa, này gì đây? Trời ơi. Đây nè cô chú ơi. Đồ của Chay nè, đây nè, đúng 18 tháng là đúng y luôn. Chứ mà 24 tháng là trật rồi đó. Là hơi bự rồi đó. Bây giờ mình cái gì đây, bây giờ thì nào có cái quần nữa nè, thấy chưa? Đó, quá xinh đẹp luôn. Ê ê ê. Gì vậy? Để mày coi này gì đây. Ồ. Cô Julia cho tặng cho mẹ Chay đèn cây nữa nè cô chú. Trời đất ơi, mua chi gì nữa trời. Con Julia này thiệt. Con này là cái gì? Oh, golden. Snail. À, mặt nạ. Ê, cái đó không phải nước đâu uống. Trời đất ơi, mua thêm mặt nạ nữa nè, nên cho chay đất nè. Wow, a lot. 1, 2, 3, đúng rồi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời đất ơi, cô Julia mua thêm 10 cái mặt nạ nữa nè. Ờ, con cực nè, đây nè. Nhìn vô camera. Ê, nhìn vô camera, say thank you. Kêu đúng rồi. Say thank you, Auntie Julia, Uncle John. Là tối nay đắp mặt nạ không? Mày đắp mặt nạ cho nè. Hèn chi sao nó, ủa sao cái thùng này mà sao có cái bộ đồ này, sao nó nặng dữ vậy ta? Trời ơi. Wow. Rồi tối nay hai mẹ con mình đắp mặt nạ nha. Wow, it's from Korea. Let's see. Yeah, made in Korea. Let me see this. Nè, mở mở rồi thử nha, mở rồi thử nha. Thử thơm không? Thơm không? Oh wow, thơm quá. Wow. Thơm quá. Thử thơm không? Không ơi hả? À? Rồi bây giờ mình thay đồ mới mình mặc nha. Thay mới mặc có vừa nghe cho cô ơi. Cô Julie, có thư nữa nè. Let's see. Đây coi, em gửi cho Jay bộ đầm chon lựa. Em gửi cho Jay lại đây, mày đứng mày đọc thư của cô Julia nè, lại đây. Đứng đây. Đây nè, cô Julia nè. Em gửi cho Chay bộ đầm chon lựa, gửi cho chị 10 cái cái gì đó quên này, mặt nạ. Và em gửi nguyên đại hội gia đình Hoyer, anh đi quên chị và Chay Lucky một cây đèn cầy mà nhà chon làm. Wow, that's very special. Chạy đi, come here. À, nó kiếm trong cái thùng này có ba cái trời ơi, quà nó không lấy mà bà nó không chơi mà đi chơi cái đồ này ha. À, cảm ơn chị và anh Đi Win và Jay đã lúc nào cũng làm mọi người cười dù cho những ngày dài như thế nào đi chăng nữa. Hơi sến. Hopefully Jay fit. You said she's tiny, so I thought an 18 months would fit a 17 months old angel. I thought about getting a 24 one size, but that may be too big for em bé hạt tiêu. Hopefully everyone loves the candle. It's honeysuckle. Bố mẹ của John đang thành lập một công ty làm đèn cầy nên muốn tặng cho chị. À, có lý không vậy? Còn mặt nạ là mỗi lần em đi châu Á, Hàn Quốc em hay mua cả 100 cái để dành xài. Wow. Wow, that's very nice of you. Trời ơi, là tối nay mình có mặt nạ xài rồi đó Chay.
ơi con nói kìa, con quà mà nó không 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 ấy mà nó lại nó chơi cái hộp này có được đời không? Kìa, cô Julia với chú John coi kìa. Để mai mốt thôi, mai mốt đừng gửi quà gì cho nó, gửi cho nó cái hộp này là được rồi. Đừng có quà cáp gì không có công tốn tốn kém. Đó, thấy chưa? Thì nó ôm cái đó làm tài sản đó rồi đó. Đó trời đất ơi, coi được đời không? Wow. Ngon không? Ăn ngon không? Hả? Ngon à? Ngon ăn đi. Ngon đấy chứ. Ngon cái đèn cây này thơm nè. Yeah. Wow. Yay! We have so much cute. Hửi à, hửi à, hửi à. Hửi đây, 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 hửi, hửi. Hửi đây, hửi đây. Thơm không? Không, không thơm. Trời ơi, sao vô duyên vậy? Hả? Sao vô duyên vậy? Rồi bây giờ mình thay đồ mới, thay đồ mới. Ê ê. Thay đồ mới, thay đồ mới. Thay đồ mới làm clip nè. Thay đồ mới vô làm clip mặc cho cô chú coi rằng đồ mới con đẹp không nha. Hai chị đi. Wow! Look how cute. Chị đi. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên mẹ coi bộ đồ nè, đây nè, này cho cô chú coi bộ đồ nè, đây nè. Chị. Để mẹ đem mày dục cái hộp này nha. Đây nè, cô bộ đồ nè. Wow, look how cute. Trời ơi, bây giờ Đây nè. Trời đất ơi, có bộ đồ kìa. Quay vòng tròn mấy coi. Quay vòng tròn mấy coi cho cô Julia với chú John coi mà mặc bộ đồ. Ê, trời ơi, đưa đây. Trời ơi. Wow, đi vô kiến coi bộ đồ đẹp không? Thấy chưa? Cô Julia thấy bộ đồ vừa y không? Hả? Sao? Cái gì vậy? Lấy cái viết vẽ hả? Vẽ không? Mà con có thấy bộ đồ đẹp không? Vẽ hả? Con muốn vẽ hả? Đúng rồi, đi vô đây với mẹ. Mẹ cho vẽ, đi. Đi vô đây mẹ cho vẽ. Oops. Thế nè, coi bộ đồ đẹp không nè. Đi vô đứng coi bộ đồ đẹp không. Rồi mẹ cho vẽ, đây nè, vẽ nè. Lại đây. Nè, lần. Wow. À, cô chú thấy không? Cô chú thấy công chúa ngồi tiệp với cái màu đầm, tiệp với cái màu mền không? Rồi bây giờ đọc đi. À, đọc đi. Sao? Hơ gì? Chỉ gì? Không biết nói cái gì luôn á thì. Mẹ không hiểu ý con là cái ý gì. Cứ mặc cái bộ đồ dưa y. Cái quần cũng dưa y luôn. Cái con biết cái con này là con gì không? Cái con này là con flamingo đó. Đó. Ừ, đi đâu? Rồi, ăn bánh không? Hả? Hả mẹ chưa? Hả? Không mày miếng. Con tên gì? Say hả? Con tên gì? Nói cho cô chú nghe con tên gì? Con tên gì? Nói cho cô chú nghe. Say hả? Say. Nè, cô chú chay ăn bánh rồi cô chú. Từ từ nha. À mẹ đi. Ôi trời. Ôi trời. Đầm đẹp không? Đầm, con nói đi, đầm. Siêu là gì? Mỗi lần nó thấy bánh một cái là thôi á. Mọi thứ là dừng lại đó. Mẹ mở ra cho con nha. Trời ơi, cái áo này có cái bông đẹp nè. Bông đẹp nghe chưa? Wow.
Bây giờ nhìn kỹ, giờ mới nhìn kỹ lại bộ đầm đó. Quá luôn, bộ đầm quá xuất sắc luôn. Có cô kia hỏi chay ăn cái bánh này là ở đâu. Chỉ mua, nhưng mà cái bánh này là Ngọc được tặng. Ngọc được có một cái cô kia tặng. Cái cô này cũng có con ở bên Nhật á, nên là mà cổ mua, cổ gửi qua đó. Chứ coi cái này là bên này không có, bên Mỹ cũng không có bán luôn các bạn ơi. Ôi, đừng có bẻ ra làm chi vậy? Bẻ ra làm chi vậy? Đừng có quẹt vô đồ mới dơ nha. Khoái ăn bánh này đâu. Rồi xong mốt ăn rồi còn có 2-3 cái nữa hết rồi. Mốt hết rồi chứ đâu có nữa ăn nữa à. Hả? Mốt hết rồi đâu còn nữa đâu nữa à. Mốt hết rồi là nhịn mỏ nha chứ. Khoái ăn cái bánh này dễ sợ luôn á. Biết sao cái bánh này nó có cái trong nó có cái nhân của cái hạt đậu gì đó, giống như là như đậu xanh vậy đó, nhưng mà không phải đậu xanh đâu, nhưng mà nó ngọt vậy đó. Thôi đó, coi đã chưa, đã đời chưa, cắn cho cô chú coi coi đó. Ăn mà mình thèm luôn mà. Khoái bánh này dữ lắm, cô chú thấy ngày nào cũng ăn bánh này. Cái bánh này bên Nhật nó không biết cái gọi là tên gì đâu, không biết gọi, không biết lên Amazon có bán không biết, mua cho nó ăn. Ăn đi con. Ăn chừng nào phát nước kêu mẹ nha. Chừng nào phát nước kêu mẹ. Trời ơi, nay mặc cái đồng flamingo dữ dằn kia ta ơi. Cô Julia chọn cái đầm mặc vừa yêu ta ơi. Đây đây mày gửi đây cho, đây đây mày gửi đây cho. Đây đây mày gửi đây cho con. Đứng im ra đi tôi đưa cho. Thèm ăn cái bánh này một cách cực kỳ luôn á. Quẹt tóc quá. Em mới tắm xong cô chú ơi. Em mới tắm xong, sấy tóc đồ xong. Tóc bây giờ sấy ra sao là đẹp dễ sợ không? Tóc sấy ra mượt dễ sợ không? Ngon không? Ngon không? Ăn đi. Thì sao? Ăn xong mà có uống sữa anh xua không? Ăn xong có uống sữa anh xua không? Không, cái bịch đó là không được, cái đó không được. Hết rồi hết rồi, không còn gì này đó. Cái này bịch không à, cái này dục. Trời ơi ngon quá. Ngon không? Đừng có nhét vô miệng hết nha. Mở cho con chơi hả? À? Biết này là gì không? Domino. Domino đó. Ăn xong đi rồi chơi. Trời ơi, coi nè. Đúng là cái con này, đúng là cái con flamingo luôn rồi cái nha. Để im đây đi rồi ăn xong rồi mày chơi. Để lên cho cô chú chơi chứ. Bỏ lên cho cô chú chơi chứ. À, chay rồi, chay đang thấy có con chó ngoài đường kìa cô chú ơi. Con nói đi, chó. Nói đi, con nói chó đi. Chó là sao? Ủa, chay đâu ta? Chay. Em bé là flamingo mới ngủ dậy nè cô chú ơi. Chị ơi, chị đâu ta? Nó trốn á, trốn mẹ cô chú. Nay trời đẹp chơi ơi, chơi nay trời đẹp ra thường chơi chơi. Ừ, nay trời đẹp quá, trời đẹp luôn. Không có nắng nhiều nhưng mà ấm ha, quá ấm luôn. Bấm gì hả? Chị mới ngủ dậy thì cô chú. Nó đang ngủ cái lại hung nó một cái gây dậy luôn. Dậy luôn cái nó ôm em cái Ngọc ra đường, Ngọc thấy trời. Trời đẹp quá. Rồi hai mẹ con kéo nhau ra đây ngồi chơi.
Ngồi nhà không vậy, ngồi đây cho mát ha, cho đẹp ha. Gì nữa? Làm gì? Nhận nút nó làm gì? Chết cha. Cái đầu trúng cái ấy vào. Nó vô kế. Hả? Làm sao? Cá. Hả? Cá. Cá đâu? Cá. Cá đâu? Cá. Cá gì? Cá. 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 Ừ. Nè, cô chú coi nó xăm nè, đó. Nè, chay xăm nè. Đó, chay xăm nó cô chú. Ai xăm cho chay? Ai xăm chay á? Trời ơi, giờ nghĩ vậy ha. Lớn lên hả, mình không biết nó làm sao hả? Lớn lên cái nguyên cánh tay nó xăm, nó xăm đầy mình, cái cánh tay nó xăm. Hả? Giờ đó, nó thấy Ngọc vẽ cái tay đó ha, nó thấy Ngọc vẽ cái tay đó, cái nó lật cái bút nó qua để vẽ cái tay nó nè, đây nè, đó. Để mày đưa cô chú coi, đó, để vẽ cái tay nó đó. Giờ vậy chắc cái lớn hả, xong đầy mình hết rồi. Làm sao? Làm sao con? Làm sao con? Ô bù 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 vậy hả? Ừ hay ta. Ừ vù 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 luôn á. Hay ta. Mày bị mất cái ấy này nè chay nè, không biết chay thấy không nè, mày bị mất cái microphone này nè. Cho cái camera nè. Chay thấy đâu không ta? Sao mẹ ưa bị mất mấy cái đồ đó quá chay ơi. Nhỏ cái mẹ. Mày gỡ ra cái mày để đó mất tiêu rồi, không biết chay mỗi lần mà mất đồ là hỏi chay không à. Ginh em lên, bỏ cho em lên ghế ngồi đây. Thôi đừng có cho em nằm dưới đất. Bỏ em lên ghế ngồi đây nè. Chơi, bỏ em lên đây ngồi nè chơi. Dựng em lên đi con. Bỏ em lên đây ngồi. Đó, dựng em lên nó ngồi đi con. Nè em ơi, em ngồi đây chờ chị nha. Đó, em ngồi em chờ chị đó. Hả? Con lên với em hả? Đây mày bồng lên. Hả tự lên được. Lên đi. Lên đi. Đó, rồi là ngồi ghế em luôn. Ngồi kế em luôn. Quá hay luôn. Hay lắm bồ ơi. Hả? Ngọc cởi dép nó ra đây mà nó không chịu đó các bạn. Cởi dép nó thôi lên tàu thôi, cởi dép đi, nó không chịu á. Làm như sạch sẽ đồ dữ lắm. Mày đem đồ ra đây mày đút con ăn nha chay. Hả? Mày đem đồ ra đây mày đút con ăn nha. Gì kỳ? Cái đó làm gì kêu kỳ? Kỳ trong nhà. Wow, trời đất ơi, coi kìa. Wow. Cái đó cần số đó. Cái đó là cái cần số để gạt chạy đó. Kéo xuống đó là chạy banh nóc luôn rồi đó. Nè chơi cho cô chú coi em đi. Chơi cho cô chú coi em nè. Nè em đâu? Em con đâu? Trời ơi hung em đó. Đó trời ơi nó hung có chuột luôn, cô chú thấy chưa? Trời ơi gì hung dữ hả? Giờ khò luôn rồi hả? À, vậy chưa? Đẹp quá. Ngồi xuống em. À, đảm bảo cô chú thấy con chay đứng mình, cô chú đang rung. Gì á? Ừ, con mang giày vô cho mẹ hả? Trời đất ơi. Mẹ mang giày không ta? Mang vô cho mẹ đi, mang giày vô cho mẹ đi. Kéo chân mẹ xuống rồi, rồi xuống đây. Rồi, ở xuống chưa mới bị lớn vậy mà mang giày cho mẹ đó cô. Rồi, gỡ ra. Gỡ này ra. Gỡ ra con. Gỡ ra đi.
Đây nè, đây mày coi. Rồi, mang vô nha. Mang vô. Mang vô thử coi vừa không? Đúng rồi, gài lại, gài lại. Khó quá bò qua hả chay? Rồi lấy thêm chiếc nữa, lấy thêm chiếc nữa. Rồi, con mang cho mẹ đi, ngồi xuống mang cho mẹ đi, đúng rồi. Chân này, cái này mới mang chân này nè. Đó, mới mang chân này mới đúng. Đó, cô chú thêm giỏi chưa? Đó. Hi Cathy. Hả? Hi Kenny. Oh no. Bà hỏi mình có hai mẹ con mình có lính tính lấy thiền chạy ra ngoài sông không về chay thôi. Khó lắm. Hai mẹ con mình làm sao đâu. Cô chú thấy ai đang đứng không? Chui giống gì á? Hả? Yêu, coi chừng nha. Lên hả? Lên mẹ hả? Từ 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 đứng lên đứng lên. Gì? Đà đâu? Áo mẹ có đà trống hả? Không nhận con này nó hay nè cô chú. Cái phim bộ phim Star Wars đó. Bộ phim Star Wars của những vì sao đó. Mà ba nó mở nó cho nó coi. Không biết có coi thường xuyên không. Ở nhà với ba nó không biết mở coi thường xuyên không. Bây giờ nó thấy Ngọc Bạc cái áo nó cũng nhìn vô chỉ đà nữa. Tại vì vô đà là trong phim Star Wars đó. Mà nó nhìn cái áo nó nhìn nó biết là cái họa tiết đó là của Star Wars. Ớ ngăn mà thiệt. Ngọc mới vừa mặc cái áo vô là bắt đầu nó đè cái áo vô. Nó nhìn rồi. Nó nhìn xong nó nói đà. Ôi trời ơi. Đừng dùng đôi dép xuống dưới nha. Đừng dùng chiếc dép xuống dưới là ngẫm luôn á. Ê trời ơi, con làm mẹ yếu tim quá chay ơi. Chay ơi là chay. Đem đôi dép lại đây cho mẹ. Đem chiếc dép lại đây. Coi cô chú coi tướng làm sao nè. Cái cửa đó mở cũng được luôn á nha chay. Cái cửa đó mà nhấc lên là mở được luôn đó. Làm gì đó nó làm gì đó, nó làm bộ nó vậy đó. Rồi giờ dạo này ưa vậy đó, ưa hoảng hốt làm cái kiểu mà bất ngờ hoảng hốt rồi vậy đó. Đó vậy đó. Rồi lấy hai cái tay bịnh cái đầu lại. Sao chay? Bất ngờ sao chay? Đó. Bất ngờ là ai á, con gì á? U con chim. Ồ wow. Con chim nó chim gì chay? Bất ngờ sao? Bất ngờ sao? Dạ. Hả? Hầu xa sao? If you really happy then you clap your hand. If you really happy then you stomp your feet. Good job. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The baby on the bus go. Đau thấy chưa? Từ từ. Từ từ thôi. Lỗ tai con trúng cái vô lăng rồi phải không? Làm sao? Hả? À, sao con? Con cái đầu tóc con này mà không cột lên gì nó bù xù. Mà cái tóc mà nó mới gội đầu xong còn ngọt ghét cột lên lắm. Cột lên làm mấy chút nữa đầu tóc bù xù. Rồi xong chưa? Thôi video clip này từ bữa nay tới đây là cũng kết thúc cô chú ơi. Giờ tới chiều là tới hai mẹ con chỉ chơi vòng vòng thôi chứ cũng không có làm gì hết. Cái mẹ đây rảnh mẹ vô mẹ edit video của chay. Chay ơi, hình như đồ của mẹ tới kìa chay ơi. Cái mẹ edit video của chay cho cô chú xem. Cô chú like cái video clip này cho chay nha. Like and subscribe, đăng ký cho kênh chay nha cô chú. Bye bye cô chú nha.